CDI, chuẩn xác công năng, nâng tầm giá trị. Là công ty chủ quản của các nhóm nhạc đình đám như Big Bang, 21, Winner hay Blackpink, nên trụ sở mới của YG Entertainment cũng khiến người hâm mộ phải trầm trồ trước kiến trúc hiện đại và sang chảnh. Tòa nhà được hoàn thành sau 8 năm xây dựng với kinh phí lên đến 63 triệu đô la Mỹ. Trụ sở mới của YG nằm ở Hamtram Đông, ngay bên cạnh văn phòng cũ với tổng cộng 14 tầng, gồm 5 tầng hầm và 9 tầng trên mặt đất. Tòa nhà có diện tích lên tới 19.834m2, lớn gấp 13 lần trụ sở cũ của công ty này. Thuộc những ông lớn hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, nên trụ sở của YG phải đạt được những điều kiện không gây ra bất kỳ tiếng ồn quá mức nào, khiến các doanh nghiệp và cư dân trong khu vực bị làm phiền. Chính vì vậy mà tòa nhà được xây dựng các tầng cao để có thể cách âm một cách tuyệt đối giữa các phòng và các tầng. Vẻ ngoài của tòa nhà tạo nên cảm giác sáng sủa, sang trọng và rất hiện đại, mang đến nguồn cảm hứng hướng tới tương lai. Trở thành địa điểm check-in yêu thích của fan K-pop khi đến Seoul, trụ sở mới này được kỳ vọng trở thành nơi đột phá của các nghệ sĩ tài năng của YG Entertainment trong tương lai.